Hello, hello, xin thân ái chào anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu đến anh em một bộ chia nguồn, hay còn gọi là bộ quản lý nguồn, thương hiệu GPT Acoustic. Trên màn hình các bạn thấy thương hiệu GPT Acoustic. Đây là bộ chia nguồn mã hàng là T500 Pro. Đây là một bộ chia nguồn tầm khá. Chứ mình này nói thật chứ không có nói hàng cao cấp, tại vì giá nó thế này thì không có thể cao cấp được. Giá thì anh chị các bạn liên hệ trên số điện thoại trên màn hình, hoặc là cái đường link trong phần mô tả dẫn đến website đặt hàng. Thì bộ chia nguồn theo hết là nó có 8 cái ngõ ao. Bộ chia nguồn này là cũng có tích hợp lọc nguồn anh chị các bạn, lọc nguồn nhẹ phía mặt đồng hồ và 8 cái ngõ ao. Mặt đồng hồ trước này là hai cái nguồn direct. Direct out tức là nguồn nó thông mạch luôn, nó không có đi qua cái chế độ lọc bên trong và nó không ảnh hưởng bởi những cái CH mà chúng ta tắt mở. Từ CH1 tới CH8 là chúng ta tắt mở 8 ngõ ao. Và cái CB, CB là gọi là cái cầu dao đó, và cái nút bật tắt mở. Khi chúng ta bật cái cầu dao thì tất cả đều tắt, kể cả cái hai ngõ ao trước. Còn cái này là cái công tắc rời, công tắc điều khiển để chúng ta lắp vào cái tủ máy và cái tủ karaoke chẳng hạn. Nói chung là cái bộ chia nguồn chúng ta để bên trong, còn cái công tắc này chúng ta để bên ngoài, giấu ở góc nào đó. Chúng ta chỉ cần nhấn tắt mở thôi thì nó sẽ lần lượt tắt mở các cái thiết bị theo như mặc định chúng ta cắm từ 1 tới 8 đó. Thì nó không ảnh hưởng đến bên trong, chúng ta không cần phải mở khóa cái tủ máy karaoke hoặc là cái tủ âm thanh của anh chị các bạn. Mình muốn giấu bên trong á, mình muốn không ai đụng vào thì chúng ta dùng cái công tắc này, còn không thì chúng ta rút dây ra, nó là cái dây kết nối riêng bên ngoài, không có ảnh hưởng gì hết. Anh em lắp cũng được mà không lắp cũng được, tùy theo nhu cầu, tùy theo cái thực tế. Rất là gọn, xinh. Cái công tắc đó là nó ăn chung luôn, ăn chung một cái đường để chúng ta bấm, và phía sau đây đó, rút cái này ra là nó sẽ không ăn nữa và ăn cái công tắc bên trước. Cái jack nó y như cái jack nguồn vậy đó, y như cái jack mà adapter đó anh chị các bạn. Và phía bên đây là những cái lỗ cắm phía bên sau, những cái lỗ cắm nguồn output. Nó có một cái jack ba chân, đó là cái jack tiếp mát. Nhưng mà về Việt Nam thì rất tiếc là điện lưới thì cái bắt 2 giây anh chị các bạn, không có ai xài mát hết á. Tất cả cái jack ba chân, cái jack thứ ba là đều bị bẻ bỏ hết, bẻ bỏ hết cho nó tiện đó, nên thành bộ nguồn này sản xuất cũng là chỉ có 2 chân thôi, không có 3 chân. Về Việt Nam không biết là bên Trung Quốc, China như thế nào, chứ ở Việt Nam thì hầu như là không ai tiếp mát. Anh chị nào muốn tiếp mát thì câu riêng thôi. Đây là quay qua sơ qua sản phẩm cái bộ chuyên nguồn của mình. Anh chị các bạn làm ơn bấm like video, tương tác, tức là viết cảm ơn nha. Anh chị các bạn có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trên số điện thoại trên màn hình hoặc là phần mô tả video. Xin cảm ơn mọi người.